Về nhà thấy dựng dạp linh đình bèn hỏi mẹ thì bà đáp Vợ mày ngày mai lấy chồng mới Là tao cho phép nó lấy chồng mới đấy Nó cho mày biết chính tao đã mai mối rồi chuẩn bị đám cưới này cho con hoài đấy Mày là con trai tao nhưng mày làm khổ con dâu tao Thì mày phải chịu cảnh mất vợ Tuấn ngoại tình cả nửa năm nay Hoài biết rõ chồng mình phản bội Thế nhưng cô lại chẳng thể làm gì được Hoài cứ cung phụng chồng, chiều chuộng chồng rồi khuyên nhủ, cô hy vọng rằng chồng sẽ nhận ra Cơm ăn cả đời không chán, chứ phở ăn một đời thì không thể. Vậy nhưng chính thái độ hiền đến quá mức ngu ngốc của cô khiến chồng càng ngày càng chán vợ và coi khinh cô. Như người ta đi cặp kè với gái phải nói dối, nào là đi công tác hay tranh thủ vào nhà nghỉ tàu nhanh với bồ thì bảo hôm nay anh có cuộc họp gấp, phải ở lại làm thêm vài tiếng. Còn đằng này thì Tuấn đi với bồ ngang nhiên vênh váo nói với vợ rằng Cô ngủ trước đi, tôi sang với bồ tôi đây. Nhìn cô phát ngấy, chứ đừng nói là ngủ chung, Nói rồi Tuấn hí hửng gọi điện cho bồ Cưng à, chuẩn bị anh sang đón mình đi chơi nhé Anh nhớ em lắm rồi đấy Có lẽ nhiều người nói Hoài ngu ngốc Khi mà cam chịu chồng ngoại tình Nhưng Hoài muốn níu giữ gì Cả hai đã có hơn 5 năm tình nghĩa vợ chồng Ly hôn con cái cũng đau khổ Nên cô cứ cố hàn gắn Cũng may cho Hoài là còn có mẹ chồng về phe cô Lúc biết tin con trai có bồ bà lập tức quát nó là con trai mẹ thật nhưng nó là thằng đàn ông tôi nó làm con khổ thì con ly hôn quách đi rồi mẹ mai mối cho chồng khác mày đừng có sợ mẹ buồn gì cả cùng phận đàn bà mẹ nhìn mày khổ mẹ xót lắm nhiều lần mẹ chồng hoài cũng nói con trai hộ con dâu như dầu tuấn chứng nào tật nấy anh mê cô bồ như điếu đổ có tự hào với cô bồ rằng mình cứ ở thoải mái ân ái em có về nhà anh ngủ trên giường vợ anh nó cũng chẳng dám làm gì em cả nó sợ anh ly hôn nó mà Cô bồ hỏi lại rằng Vậy em cứ làm tình nhân của anh suốt đời ư? Thì có sao đâu, em không thấy vợ con anh à? Mà còn đòi học theo làm vợ Làm vợ khổ lắm Trước kia con vợ anh cũng xinh đẹp đấy Nhưng kể từ khi nó làm vợ, sinh con, quá xuyến gia đình Nó mới xấu xí như vậy Em muốn xinh đẹp, được anh cưng chiều Thì nhất định phải làm tiểu tình nhân Tuấn luôn tự hào rằng mình bắt nạt được vợ Khiến vợ sẵn sàng tha thứ Cho dù mình có ngoại tình cỡ nào Cặp kè hết cô này đến cô khác Nhưng rồi đến một ngày thì vừa ôm bồ trong nhà nghỉ tuấn về nhà lấy ít tiền để đưa cho bồ đi du lịch thì đã sốc ngất khi thấy nhà mình dựng dạp linh đình mọi người vui vẻ rộn ràng chưa hiểu chuyện gì anh minh níu mẹ mình để hỏi rằng nhà có chuyện gì vui thế hả mẹ sao tự dưng lại dựng dạp thế này làm gì có cái gì là tự dưng mày vừa đi ngủ với bồ về chứ gì vậy rốt cuộc có chuyện gì sao mẹ vợ mày ngày mai lấy chồng mới chứ chẳng sao cái gì nữa vợ con cưới chồng cô ta dám à là tao cho phép nó cưới chồng mới đấy Nói cho mày biết Chính tao mai mối chuẩn bị đám cưới cho con Hoài Chồng mới của nó là người tử tế mẫu mực Mày là con trai tao Nhưng mày làm khổ con dâu tao Thì mày phải chịu cảnh mất vợ Mày ham cô bồ lắm mà Vậy thì cứ cưới cô ta đi Nhìn cái tướng bồ của mày Tao thấy chỉ ăn hại với giỏ tiêu tiền Phúc Đức mày có được con vợ thảo ngoan như vậy Mày không biết giữ gì Giờ hối hận làm gì nữa Cái Hoài cưới xong Bà cháu tao cũng sang ở với nhà chồng mới của nó luôn Mày tệ lắm Nên tao chẳng nhận mày là con nữa lúc này đây tuấn hoảng hốt quỳ xin mẹ khuyên vợ nghĩ lại như làm gì có chuyện đó đám cưới đã lên chú rể cô dâu đã chụp ảnh và mời khách hứa đúng là cái giá mà tuấn phải trả cho việc ngoại tình còn với mẹ chồng hoài thì bà đúng là người mẹ chồng của năm khi dám lên tiếng bảo vệ con dâu của mình và không dung túng hành động ngoại tình sai trái của con trai Mẹ chồng mỗi ngày hầm gà cho con dâu bồi dưỡng nhưng chỉ đưa nửa con, biết lý do con trai lén giấu 10 triệu vào túi bà. Có không ít những câu chuyện chia sẻ, những bộ phim và những lời than phản về mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa mẹ chồng và nàng dâu. Điều này tạo cho nhiều người cảm giác rằng mẹ chồng không thể thân thiết và gần gũi như mẹ đẻ. Tuy vậy điều này không phải lúc nào cũng đúng. Con dâu sinh rồi là một đứa bé bụ bẩm. Bà Phượng vừa tắt điện thoại đã vô cùng vui mừng nói với chồng mình. Đón cháu sinh ra cả hai ông bà đều vui mừng. Hai ông bà lão tuổi lớn tuổi bé ra sau vườn bắt con gà béo mập nhất rồi dắt nhau ra bến xe lên thành phố chăm con dâu. Bà lão nói với ông lão, bà nói, bà nói xem con dâu nhà thằng hai cũng còn vài ngày nữa là sinh, lúc đó chúng ta biết làm thế nào. Ông lão hỏi bà lão, đến lúc đó rồi tính tự dưng sẽ có cách thôi. Ông bà lão Phượng và Giảng đều là nông dân, cực khổ cả đời để nuôi hai con trai khôn lớn. Hai ông bà năm nay đã 60 tuổi, cả hai trai của ông bà đều đã lập gia đình. Con trai lớn thì làm việc tại thành phố, anh thứ hai thì sống ở quê cùng với ông bà. Lần này là con trai lớn nhà ông bà gọi điện báo tin vui, hai ông bà nghe xong, điện thoại ngay lập tức chuẩn bị hành lý đến thành phố thăm con. Con dâu thứ hai cũng chuẩn bị sinh cháu, hai ông bà đang đau đầu nghĩ cách để có thể chăm sóc cho cả hai con. Căn hộ của con trai đầu rất đẹp, mặc dù hai ông bà đã từng đến rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đến đều rất bất ngờ vì vẻ đẹp và sang trọng của nó. Bà lão xách con gà đi thẳng vào bếp, và giờ sau bà đi ra với bát gà hầm thơm ngon bổ dưỡng. Những con gà này đều là do ông bà nuôi, bà biết phụ nữ sinh thì cần phải ăn đồ bổ dưỡng một chút nên cố tình nuôi nhiều gà cho các con dâu. Con dâu mỗi ngày ăn một con gà hầm, ba hôm sau thì ông lão nói, ông về quê bắt thêm gà. Đúng lúc đó thì hai tin con dâu thứ hai cũng vừa sinh cháu, mà con trai thứ hai của ông bà thì cực kỳ vụng về trong chuyện chăm sóc người khác. Thế thế ông bà lão liền nghĩ ra cách này, mỗi ngày bà hầm một con gà, sau đó chỉ làm đôi, cho con dâu lớn một nửa, con dâu thứ hai một nửa. Ngày ngày, hai ông bà lão đi đi về về. Từ thành phố về nhà ông bà, mất khoảng 30 phút ngồi xe, Ngày nào cũng thấy hai ông bà lão đều chạy một phòng để lo cho các con, một ngày con dâu lớn mới phát hiện ra bí mật của hai ông bà. Lúc đó cô hỏi chồng mình mới biết, em dâu cũng vừa sinh em bé, bố mẹ chồng đã phải rất vất vả mới có thể chăm sóc được cả hai chị em. Thế vậy cô liền nói với chồng, "Chồng à, anh đưa bố mẹ về nhà đi, em nhờ bố mẹ em qua nhà chăm em là được. Em dâu cũng sinh con, để bố mẹ ngày nào cũng vất vả thế em không an tâm." Con trai trưởng nghe vậy, thấy cũng đúng và anh cũng biết vợ mình thật lòng thương bố mẹ già vất vả, sau đó chia sẻ với ông bà, lúc về anh và vợ còn giấu trong túi xách của bố mẹ 10 triệu để hai ông bà có tiền lo cho em dâu. Khi đã trở thành một gia đình thì chuyện gì cũng có thể cùng nhau sang sẻ với nhau, đừng chỉ vì lợi ích riêng của mình mà quên đi người khác, không cần biết có cùng huyết thống với nhau hay không, chỉ cần yêu thương nhau thì sẽ trở thành một gia đình hòa thuận. <laughs> Mẹ chồng qua đời để lại món nợ, con dâu bỏ tiền trả giúp mẹ và nhận được cái kết bất ngờ. Quý vị tính giả thân mến, trong khi ba cô con gái đều không trả nợ cho mẹ, cô con dâu đành nhận sẽ trả thay để mẹ chồng có thể nhắm mắt xuôi tay. Sau đó cô đã nhận được món quà bất ngờ. William Shakespeare từng nói, khi cha cho con cả hai đều cười, khi con biết cha cả hai cùng khóc. Quả thực cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, thế nên phận làm con, hãy đừng kể lễ từng ngày nếu như cha mẹ già yếu cần chăm sóc giúp đỡ. Câu chuyện dưới đây là lời nhắn nhủ đến những người làm con, hãy nhớ đạo lý sống cơ bản, hãy nhớ về giá trị của sự tử tế, hãy biết đền ơn đáp nghĩa công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ mình. Nội dung câu chuyện như sau. Chồng bà cụ qua đời từ sớm để lại cho bà, một cậu con trai và ba cô con gái, Năm mẹ con đương tựa vào nhau sống qua ngày Vì chăm lo cho các con Nên bà vất vả tối ngày Cuối cùng cũng nuôi được các con trưởng thành khôn lớn Vài năm nay Bốn người con của bà lần được yên bề gia thức Và là tạm yên tâm Bà không còn mối lo lắng nào quá lớn nữa Cũng đã đến lúc bà được hưởng phúc Của con cháu rồi Thế nhưng tai họa bất ngờ ập xuống Trong một lần ra ngoài uống rượu với bạn Vì uống say nên trên đường trở về Không biết đi thế nào anh ngã xuống một cái hồ và chết đuối nghe tin dữ bà gục ngã sau một đợt bệnh nặng bà nằm liệt giường không thể đi lại như trước người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh trong thời gian ngắn bà tiều tụy đi trông thấy vì bà nằm liệt một chỗ không thể tự chăm sóc mình nên ba cô con gái và người con dâu phải bàn việc chăm sóc mẹ ra sao thế nhưng trái với lẽ đời cả ba cô con gái đều đùng đẩy viện cớ mình bận mà thoái thác trách nhiệm chăm sóc mẹ Lúc đó người con dâu đành nói Vậy thì mỗi người cho mẹ một ngày Ba cô con gái thấy nàng dâu nói vậy Không còn cách nào khác đành phải đồng ý Vốn đã thỏa thuận mỗi người cho mẹ một ngày Nhưng đến ngày ba cô con gái phải chăm mẹ Họ không bận đi đánh mặt trượt Thì đi mua sắm Cũng bận việc nọ việc kia Chẳng ai đến thăm non chăm sóc cho mẹ già Nhìn cảnh tượng đó người con dâu chỉ thở dài Một mình lo cho mẹ chồng Cả ngày cô chẳng đi đâu chỉ loanh quanh ở nhà lo việc ăn uống, thay giặt, chăm sóc cho bà từng ly từng tí. Chẳng mấy mà vài tháng đã trôi qua, tình trạng của bà cụ ngày càng xấu, nằm trên giường bà thở từng hơi khó nhọc. Thấy vậy người con dâu vội vã gọi điện cho các cô con gái của bà đến. Khi đó bà cụ mới nói, mẹ vẫn còn khoản nợ 20.000 nhân dân tệ, các con đứa nào giúp mẹ trả nốt khoản nợ đó nhé. Cả ba cô con gái đều lắc đầu nói, con không có tiền, con cũng không có tiền. Nghe vậy cô con dâu đành nói Mẹ để con trả cho mẹ Bà cụ nặng nhọc gật đầu nói Đợi mẹ đi rồi Con đến tìm ông Trương hàng xóm trả nợ cho ông ấy Như vậy mẹ sẽ không con Vì phải tiếc nuối hối hận nữa Nói xong Hai mắt bà từ từ nhắm lại Rút hơi thở cuối cùng Lo xong hậu sự cho mẹ Người con dâu sang ngân hàng rút tiền Mang đi trả nợ cho mẹ Nhận số tiền trên Ông lấy ra một bức thư đưa cho cô con dâu Mẹ cháu sống thật vất vả Số tiền này là năm đó bà ấy vai để lo cho mấy đứa con gái. Không ngờ chúng nó lại để cháu trả. Bức thư này là vật thế chấp bà ấy đưa cho tôi khi vay tiền. Nó là sau này ai đến trả tiền thì sẽ đưa cho người đó. Người con dâu mở bức thư ra xem. Bên trong là một cuốn sổ tiết kiệm trong đó có 3 triệu nhân dân tệ. Sống trên đời, sự vô ơn là điều đáng kinh nhất. Thế nhưng kiểu vô ơn phổ biến và lâu đời nhất lại là sự vô ơn con cái đối với cha mẹ thương thay cho những tấm lòng người làm cha làm mẹ